Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 1 tháng 10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện một nam bệnh nhân 34 tuổi mắc bệnh đậu mùa khỉ. Đây là trường hợp thứ tư được phát hiện tại thành phố. Trước đó thì vào ngày 28 tháng 9, một bệnh nhân nam 34 tuổi nghi ngờ là bản thân đã mắc đậu mùa khỉ nên đã đến khám tại bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện này đã lấy mẫu xét nghiệm gửi viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả thì nam bệnh nhân cho kết quả là dương tính với virus đậu mùa khỉ và được cách ly điều trị ngay sau đó. Đồng thời thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra dịch tễ của nam bệnh nhân này và lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân ở trong vòng 21 ngày. Bệnh nhân này không tiếp xúc với người nước ngoài hoặc đi nước ngoài trong thời gian gần đây. Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 21 ngày. Nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, cần báo ngay cho các cơ sở y tế gần đó. Tính đến thời điểm hiện tại thì Thành phố Hồ Chí Minh có 4 trường hợp mắc đậu mùa khỉ và cả nước có 6 trường hợp mắc bệnh này. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Hà Bình, huyện Hà Trung của tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến cho một nam sinh tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 30 tháng 9. Vào thời điểm này, một nhóm khoảng 5 học sinh rủ nhau đi tắm ở xã Đập Tràn, Hà Tân. Trong quá trình tắm, một cháu sinh năm 2010, trú thôn Đông Trung, xã Hà Bình, bất ngờ bị cuốn vào dòng nước xoáy và mất tích. Thấy bạn bị nước cuốn trôi, các bạn tắm cùng đã vội vã lên bờ báo cho người dân và chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng người thân của nạn nhân và lực lượng cứu hộ đã lập tức đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Mới đây, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam EVN-SPC đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận khung và hợp đồng mua sắm MBA, phân phối các loại thuộc kế hoạch mua sắm tập trung vật tư thiết bị trung hạ thế cho các công trình đầu tư xây dựng vào năm 2023. Đợt ký kết này nhằm chạy đua nước rút hoàn thành các chỉ tiêu về công tác đầu tư xây dựng của năm nay trong toàn tổng công ty. Năm 2023, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam chủ trương tổ chức đấu thầu, mua sắm tập trung vật tư thiết bị trung hạ thế với mục tiêu tối ưu hóa chi phí, tăng tính cạnh tranh, chủ động công tác quản lý vật tư thiết bị, lựa chọn được nhà thầu chất lượng. Cụ thể, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã phát hành 20 gói thầu mua sắm vật tư thiết bị trung hạ thế, gồm 3 gói vật tư thiết bị 22 kV các loại, 9 gói máy biến áp phân phối các loại và 8 gói dây dẫn các loại. Đến nay, công tác lựa chọn nhà thầu cho hạng mục máy biến áp phân phối đã hoàn tất và thương thảo thành công. Tổng công ty tổ chức ký trực tiếp các thỏa thuận khung và hợp đồng của các công ty điện lực liên quan 9 gói thầu máy biến áp phân phối cho dự án đầu tư xây dựng trung và thế năm 2023 với giá trị hơn 584 tỷ đồng. Tại buổi ký kết, đại diện EVN-SPC cho biết hiện các nhà thầu tập trung cho mọi nguồn lực để sản xuất, cung cấp vật tư thiết bị theo đúng tiến độ cam kết. Phía tổng công ty cũng sẽ chuẩn bị tất cả các điều kiện thuận lợi nhất, đặc biệt là về nguồn vốn, về công tác tổ chức nhận hàng, nhằm tạo điều kiện để các nhà thầu giao hàng đúng tiến độ. Từ đó, có thể đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án điện truyền tải trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, sau khi xác nhận ca bệnh đậu mùa khỉ có tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của thành phố đã triển khai điều tra dịch tễ và khoanh vùng xử lý. Cùng với đó, ngành y tế cũng đã có các phương án sàng lọc và đưa ra khuyến cáo để người dân chủ động phòng tránh loại dịch bệnh này. Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tiếp nhận khám bước đầu cho bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ vừa được phát hiện. Ngay khi phát hiện ca bệnh, bệnh viện này đã kích hoạt quy trình khám và kiểm soát nhiễm khuẩn đối với bệnh đậu mùa khỉ. Trước đó, các bệnh viện cũng đã được Sở Y tế tập huấn phòng chống dịch đậu mùa khỉ. Theo quy trình tại bệnh viện, nếu mà những trường hợp nào mà có nghi ngờ, có các triệu chứng mà nghi ngờ hoặc là bệnh nhân có các yếu tố dịch tễ nghi ngờ thì sẽ được chuyển ra phòng khám sàng lọc. Và xong sau đó tại cái vị trí mà bệnh nhân vừa mới tiếp xúc thì sẽ ngưng các hoạt động để có thể thực hiện vệ sinh khử khuẩn ở trên bề mặt. Xong sau đó thì mới tiếp tục quay trở lại các hoạt động thăm khám bệnh bình thường của bệnh nhân. Bên cạnh việc sàng lọc tại các cơ sở y tế, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ bằng cách giám sát thân nhiệt, triệu chứng phát ban có bóng nước cấp tính của tất cả các người nhập cảnh. Những thành phố lớn và những các cái nơi có cửa khẩu, chúng ta lưu ý những cái bệnh nhân có các cái biểu hiện của hội chứng của đậu mùa khỉ, ngay cả những cái hội chứng bệnh nhân mà có cái hội chứng lâm sàng đậu mùa khỉ mà nghi ngờ đậu mùa khỉ thì chúng ta lập tức chúng ta phải có cái cảnh báo để chúng ta gửi mẫu và phát hiện chẩn đoán kịp thời, đồng thời cách ly họ cũng như là điều tra các cái ca tiếp xúc. Nói chung là chúng ta làm sớm các cái khâu để tránh dự phòng lây lan cái đậu mùa khỉ cho cộng đồng.
ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân nên che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn. Những người mà có triệu chứng phát ban, mà có sốt, có phát ban bằng các triệu chứng nghi ngờ giống như cái triệu chứng mô tả của bệnh đậu mùa khỉ á, thì phải đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và tư vấn. Những người mà đi du lịch nước ngoài thì không có tiếp xúc với lại các thú, các con thú mà là thường là chứa cái mầm bệnh như là thú gặm nhấm, thú có túi hoặc là dơi. Hiện sức khỏe của hai ca mắc đậu mùa khỉ vừa phát hiện đã ổn định. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục điều tra, theo dõi sức khỏe của những người tiếp xúc. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều qua 30 tháng 9, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin thêm một số nội dung liên quan đến vụ Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo. Theo đó, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, qua điều tra xác minh ban đầu, từ năm 2020 cho đến năm 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền là 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua hơn 45.500 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Theo người phát ngôn của Bộ Công an, tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Thúy đã khai thác các hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận. Công ty Nhật Nam cũng không có dự án bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân. Về thủ đoạn qua thông tin quảng cáo sai sự thật, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam nhưng không góp vốn cổ đông. Mục đích thành lập là để huy động vốn của các cá nhân. Báo cáo tài chính Công ty Nhật Nam từ năm 2019 cho đến năm 2021 đều thua lỗ. Ngày 1 tháng 10 là ngày quốc tế người cao tuổi. Với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, từ nhiều năm nay thì người cao tuổi của nước ta luôn được chăm sóc ngày càng tốt hơn, đời sống vật chất tinh thần của người cao tuổi thì ngày càng được cải thiện. Người cao tuổi tiếp tục đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện cả nước có khoảng 13 triệu người cao tuổi, chiếm trên 13% dân số. Trong đó 1,97 triệu người từ 80 tuổi trở lên, trên 7,5 triệu người là nữ. 8,1 triệu người sống ở nông thôn, 6,5 triệu người trực tiếp tham gia lao động sản xuất. Tỷ lệ người cao tuổi thuộc hộ nghèo là 3,6%, cận nghèo là 11,6%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Hiện có 3 triệu người được theo dõi sức khỏe thường xuyên, trên 95% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các địa phương đang có phương án hỗ trợ kinh phí, bảo đảm 100% người cao tuổi có bảo hiểm y tế. Trong các chương trình mục tiêu quốc gia như giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cần phân bổ nguồn lực để xóa nhà rột nát, ưu tiên chăm lo cho người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, xem xét lại độ tuổi và mức hưởng trợ cấp xã hội, khuyến khích xã hội hóa các trung tâm chăm sóc người cao tuổi.